Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binh Gà Studio. Cũng đã hơn một tháng rồi thì Bin mới quay lại làm video hướng dẫn nhảy cho mọi người. Thì hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc Zoom của Jesse nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Insta cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đặt tay qua như thế này và hô một dáng, rồi mình sẽ dành tự do bất kỳ một cái dáng nào mọi người cảm thấy mà mình yêu thích ha. Dành một dáng, sau đó mình sẽ đặt hai tay lên như thế này. 1, 2, 3. Phần tay mình sẽ đặt lên ngực như thế này ha. Phần chân của mình sẽ đẩy qua và mình nhớ cái phần ngực của mình giữ nha. Một, hai, ba, chắc chắc. Rồi sau đó mọi người sẽ mở phần tay ra như thế này. Phần hông của mình sẽ đánh qua 4 lần. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó mình sẽ làm động tác giống như là đang con cá vậy đó. Mình xoay như thế này ha. Phần chân của mình sẽ là mở em mở và mở em mở. 2, 1, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ đá lên, là phần tay phải của mình sẽ hốt lên như thế này. 1, 2, 3, 4. Ok, mình đếm lại nha. 5, 6, 7. Đi, bừng, 2, 3, em chắc. I see you, bầm bầm. 5, 6 và 7. 8 in 1, 2, 3 in 4. 5, 6, 7, 8. Ok, sau đó chúng ta sẽ nhảy qua bên trái. Đặt tay lên cái này, zoom in. Là cột chân mình sẽ nhảy qua. Và mình nhấn như thế này ha. Zoom out, là mình sẽ đặt qua như thế này. Và để chữ ok lên phần tay bên phải như thế này nha. Rồi làm lại. 2, 3, zoom in. Zoom out, ok, zoom in. Zoom out, ok. Sau đó mình sẽ buông phần tay xuống như thế này 2 lần. Phần chân của mình sẽ là chạy, em chạy. Chạy, em chạy. Rồi, mình đến lại nha. Chạy và em. Chạy và em và. Rồi, 5, 6, 7. Đi, zoom in. Zoom out, ok, zoom in. Zoom out, ok, zoom in. Tắt, zoom out, ok. Rồi, câu động tác cuối cùng là mình sẽ mở phần tay qua. 1, 2, 2. Rồi mình sẽ phi tự do. Ok, mình đến lại hồi đầu cho đến đây. Sau đó chúng ta sẽ giúp nhẹ tốc độ nhanh nha. 5, 6, 7. Đi, bừng, like, camera, action, baby, I see you. Bừng, chắc, hẹn. 5, 6, 7, 8, 10, 10. 2, 2, 5, 6, 7. Zoom in. 1, zoom out, ok, zoom in. Zoom out, ok, bừng, 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 chắc. Bừng, bừng, chắc, hẹn, pa, pa. Bừng, bừng, pa. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ nhẹ cái tốc độ nhắn nha. 6 rồi thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.